Chào anh Chí ơi. Rồi, chào em, chào tất cả bà con ha. Hôm nay em có đem về một số phô mai quế mini và cây tàn giao lưu cùng bà con giá rẻ nha bà con. À, em ở địa chỉ là ấp Ninh Thới, xã Thới Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại em là 0937 564 260, cũng là Zalo luôn nha bà con. À, đầu tiên là cây số 1, cây trực lắc nha bà con. Rồi, cái chiều cao là 113. Hoành thân nó 26. Cây này cây nhỏ mà đế đẹp lắm nha bà con. Rồi, cây số 1 này em giao lưu bà con giá 900.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con luôn. Đổi cây luôn. Rồi, cây số 2. Chiều cao là 100. Hoành thân nó 30. Rồi, cây số 2 này em giao lưu bà con cũng 900 luôn. À, tiếp theo là cây số 3, cây hình thú nha bà con. Nhỏ mà nó có duyên lắm nha bà con. Cao được 60. Rồi, hoành thân nó được 20, sát thước 25 nữa. Rồi, cây số 3 này em giao lưu bà con giá 700.000. Theo cây số 4, một cốt lượng lắc nữa nha bà con. Cao nó được 96. Hoành thân nó 31. Rồi, cây số 4 này em giao lưu bà con giá 1 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Số điện thoại em là 0937 564 260, cũng là Zalo luôn nha bà con. À, cây số 5. Cao nó được 85. Hoành thân được 28. Rồi, cây số 5 này em giao lưu bà con giá 800.000. Theo là cây số 6. Hình con cò nha bà con, nó hơi cao một chút. Cao được 100. Hoành thân nó 23. Rồi, cây số 6 nè. Cây số 6 em giao lưu bà con giá 700. Rồi, xuống luôn anh. Rồi, cây số 7. Để nôm luôn nha bà con. Cao nó được 72. Hoành thân nó 25. Rồi, cây số 7 này giao lưu bà con giá 700 luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 8. Chiều cao nó được 75. Hoành thân nó 31. Rồi, cây số 8 giao lưu bà con giá 900.000. Để rất là lực nha bà con. Cây này. Đâu? Theo là cây số 9. Chiều cao nó được 100. Hoành nó 27. Cái số 9 này em giao lưu bà con giá 1 triệu.
theo là cây số 10, nó hình thú nha bà con. Chiều cao 103. Hoành vị trí này 26. Rồi cây số 10 em giao lưu bà con giá 800.000. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại em là 0937564260, cũng là Zalo luôn nha bà con. Xuống. Rồi, tiếp theo là cây 11. Chiều cao được 70. Hoành thân nó 36. Nhưng mà chỗ này nó có cái vết mục đây nghe bà con. Mới cắt ra chưa đục nha bà con. Rồi cây số 11 em Zalo bà con giá 800.000. Vậy bà con mình cắt lại giùm em nha. Theo cây số 12. Hình thú luôn nha bà con. Chiều cao nó được 75. Hoành thân nó 28. Rồi cây số 12 này em giao lưu bà con giá 800.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Số điện thoại em là 0937564260, cũng là Zalo luôn nha bà con. Xuống rồi. Theo cây số 13. Cao nó được 70. Nó dặn mình luôn nha bà con, hình thú ngồi nè. Rồi hoành thân nó được 31. Rồi cây số 13 em giao lưu bà con giá 800. Đây là cây số 14. Cao nó được 85. Nguyên một cái củ. Hoành thân 26. Rồi. Cây số 14 giao lưu bà con giá 800 luôn. Xuống anh. Đây là cây số 15. Cao nó là 117. Hoành thân nó 29. Rồi cây số 15 em Zalo bà con giá 1.000.000. Để nở nha bà con. Xuống rồi. Rồi cây số 16. Chiều cao được 64. Hoành được 26. Rồi cây số 16 em Zalo bà con giá 700.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi tiếp theo là cây số 17. Cao được 85. Hoành 26 luôn. Cây số 17 này em Zalo bà con giá 700.000. Cây số 17. 700. Tiếp theo là cây số 18. Cao nó được 70. Hoành 27. Rồi cây số 18 này để nở nha bà con. Em Zalo bà con giá cũng 700 luôn. Cũng bao phí ship toàn quốc. Số điện thoại là 0937564260, cũng là Zalo luôn nha bà con. Rồi tiếp theo là mấy cây, em còn có 5 cây tàn nữa nha bà con. Rồi đây. Xen vòng cho bà con thấy.
Đây nè, xương tay để đều mà nó lực luôn nha. Tay chè xương tay nó cũng tương đối, đo chiều cao trước. Ơi, chiều cao nó được là 100. Tán ngang nó 98. Hoành nó được 27. Rồi, cái này, cái số 19 này em giao lưu bà con giá 1.500.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Rồi. Đây là cái số 20. Rồi, cho 20 này cao nó được 1m1 nha bà con. Tán ngang được 1m. Xe một vòng cho con thấy cây này là đế đất là nở luôn. Đó, cái hoành thân của nó. Rồi, hoành thân vị trí này là 40 nha bà con. Rồi, cây số 20 này em giao lưu bà con giá 1.800.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Việt quế lá chung bông chùm nha bà con. Rồi, tiếp theo là cây 21. Tay chưa xương, tay cành nó cũng tương đối đều nha bà con. Rồi, chiều cao được 100. Tán ngang này, đòi tán ngang quay sao? Quay. Tán ngang nó 1m1 luôn bà con. Hoành vị trí này nó 29. Rồi, cây số 21 này em giao lưu bà con giá 1.600.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Số điện thoại em là 0937 564 260 cũng là Zalo luôn nha bà con. Xuống lên. Đây là cây số 22. Rồi, chiều cao là 1m3 nha bà con. Tán ngang nó là 1m1. Hoành đo vị trí này nó 32. Rồi, cây số 22 này em giao lưu bà con giá 1.700.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Cây này mày ra tới Bắc không còn nhiêu tiền luôn bà con ơi. Mấy cây tàn à. Xuống luôn này. Tiếp theo là cây số 23, cây cuối cùng của clip ngày hôm nay nha bà con. Rồi, chiều cao là 1m5. Tán ngang 1m5 luôn. Hoành thân đo vị trí này nó 39. Cây này tàn lớn lắm nha bà con. Rồi, cây số 23, cây cuối cùng của clip em giao lưu bà con giá 2.000.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Mà cây này chắc ra tới ngoài khu vực Bắc chắc không còn bao nhiêu tiền nữa. Rồi. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn bà con thời gian qua đã ủng hộ em mà. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Số điện thoại của em là 0937 564 260 cũng là Zalo luôn nha bà con. Zalo tên Chí Dư Hấu nha bà con.